Ngủ không đúng tư thế sẽ khiến chúng ta bị đau mỏi và gây lên những bệnh lý về đốt sống cổ. Chính vì thế mà ngày hôm nay Như Ngọc muốn giới thiệu đến mọi người một chiếc gối thông minh khi chúng ta di chuyển trên ô tô, đó chính là chiếc gối này. Thì được thiết kế rất là tinh tế và rất dễ sử dụng. Cách lắp đặt của nó cũng vô cùng là nhanh chóng. Ngay bây giờ thì Như Ngọc sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt chiếc gối này nhé. Những bộ phận của chiếc gối gật gù này gồm hai gối cho hai bên, một thanh ngang giữ cố định sau ghế, một thanh ngang đằng trước, một số loại ốc và cao su. Trong hộp đã có sẵn những miếng cao su như thế này. Bước đầu tiên, chúng ta lắp lần lượt các miếng cao su vào các thanh dọc của ghế xe. Bước thứ hai rất đơn giản, sau khi lắp những miếng cao su xong thì bạn lắp thanh ngang vào ghế xe. Lắp thanh ngang lên đằng trước, sau đó giữ cố định chúng bằng một thanh ngang ngắn hơn và ba chiếc vít có sẵn. Cuối cùng, chúng ta lắp hai chiếc gối này sang hai bên, giữ cố định bằng hai chiếc núm bên cạnh như thế này. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các công đoạn lắp chiếc gối này rồi, rất đơn giản phải không nào? Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Smart Life đang có chương trình ưu đãi giảm giá cực sốc lên đến 52% nhân dịp sinh nhật sớm. Với giá chỉ 479.000 một bộ, mua càng nhiều giá càng sốc. Mua 2 bộ giá chỉ còn 419.000 một bộ, mua 3 bộ giá chỉ còn 399.000 một bộ. Tặng kèm một lọ tinh dầu hoa hồng cao cấp cho xe hơi và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Chúng tôi cam kết sản phẩm cao cấp hàng loại 1 và chính hãng 100%. Bạn được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán và đổi trả trong vòng 1 tháng nếu không hài lòng với chất lượng sản phẩm. Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên. Nhanh tay đặt hàng ở link bên dưới hoặc gọi đến số hotline 0963 310 044 để nhận ưu đãi chỉ duy nhất ngày hôm nay. Đừng chần chừ, hãy bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình với gói từ đầu ô tô thông minh. Mua một lần sử dụng trọn đời.